chào các bạn, hôm nay mình sẽ nướng thịt cho mấy bạn coi. Đây, mình mua ở chỗ quán người ta, Food Lion, 13 đồng xong 9 sen. Ok, mình sẽ nướng cho mấy bạn coi. Hấp dẫn không? Đây. Thấy chưa? Ngon quá đi. Ngon lắm đúng không? Thấy chưa? Thật ngon. Ngon đục nhìn này. Thèm lắm, bạn có thèm không? So good. Tiêu thôi, ăn thôi. Ăn như này, cái ớt chanh với miếng chín vàng rất là ngon. Nhìn này, thơm lắm các bạn ơi. Bò nhám là bò nọ sụn nhỉ, có tanh tanh bò nhám nhỏ mỏ. Thơm lắm, rất là thơm, thịt bò mà. Nhám mỏ nhám là bằng đây. Có nhiều ngon dữ á. Bây giờ mình sẽ bỏ tiêu, ít tiêu thôi, bỏ nhiều quá không có ngon, hiểu không? Bỏ ít thôi. Không ai đâu. Bỏ nhầm là các bạn ơi, nhìn nè, hấp dẫn không? Ngon quá. Thơm quá. Thấy không? Đó. Anh. Wow. Thèm không mấy bạn? Có sợ không? Mẹ ăn nhầm mòn em đây. I'll put it back in there later. That's alright. Cause I don't eat like that. Hello, hình như là thịt bò không có chín lắm, chắc là mình phải nướng lại. Nhưng mà thịt bò thì mình nướng nó chín quá thì ăn không có ngon. Chắc là sắp. Đấy nó quên heo không nè.
Thịt bò thì nướng không có chín. Xin lỗi các bạn nha. Giờ mình sẽ nướng lại. Nướng lại. Chán nó vậy. Thông cảm cho. Mình nướng lại. Đừng mà chín rồi chứ. Ai về. Thịt bò thì mình nếu mà mình ăn nó chín quá thì không có ngon. Mình ăn nửa thôi, hiểu không? Mình ăn mà nó chín quá thì ăn không có ngon. I need another one of this. Me and you do it faster, you know? I need another one of this. Some glass. Me and you do it faster, you know? Bây giờ thì cũng là chín lắm rồi. Nãy thì cũng chưa chín lắm, bây giờ chín ok rồi. Mình mà thấy thèm như gì luôn. Tin nó phải đi làm ớt nữa. Ok. Bây giờ mình sẽ nướng cái thịt cá này nữa nè. Rất là bự to. Các bạn thấy không? Đây người ta gọi là cá gì? Cá rô phi đúng không? Đúng là cá rô phi. Bự to. Khủng lồ luôn này, siêu cay luôn. Yes. Ui, cái này nó dính lắm rồi nè mấy bạn. Ok. Tí nữa mình ăn cho mấy bạn coi, ok. Đây, cái này là hot dog. Ờ, cái này chín xấu quá. Đây. Bà bơ ăn lại. Ngon quá mấy bạn ơi. Cá này rất là ngon này, mình ăn này. Ok, bây giờ mình sẽ ăn cho mấy bạn coi nha. Thịt heo. Cho mấy muối ướt. Dòng thịt bò. Ok. Chấm. Cơm. Ăn này nó mới chết, ăn bằng tay nó mới chết nè. Xoài nữa bạn ơi. No, I'm tired.
Ngon quá. Ngon. Xoài nữa này. Ngon quá. Ok. Cơm này. Tôi là phải lấy đó. Cái thịt chấm vô. Thịt này khó không? Thằng này phim thôi kia. Tôi mà. Bây giờ mình sẽ uống cho mấy bạn coi cái nước này là nước gì ta? Mountain Dew. Chắc ở Việt Nam chắc không có đâu. Thiệt luôn á. Bữa trước tại vì mình ở Việt Nam á, mình tìm cái nước này không có luôn. Bây giờ mình sẽ uống cho mấy bạn coi nha. Sáng khoái dài lâu.